Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm canh tí. Ngày này là ngày kỵ mão, tháng kỵ sửu năm canh tí. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim Quỷ giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày kỵ mão tức chi khắc can nghĩa là màu khắc thổ và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi quý dậu ất dậu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân dậu Ất dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao kim đường hoàng đảo, tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế từ sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Tý á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, Tý ngọ mạo dậu, cho nên dù với bạn tuổi Tý rất thông minh, nhanh nhẹn, tuy nhiên đó không phải là lý do để cho bạn hay tỏ ra quê thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ khiến cho mình vướng vào nhiều rắc rối. Với bà tuổi Tý, bạn cũng đang có xu hướng nói năng không suy nghĩ cho nên dễ đắc tội với người khác và bạn cần phải chú ý trong giao tiếp khi muốn góp ý với ai đừng có sử dụng những từ ngữ quá nặng nề lại gây tổn thương cho người khác bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn chỉ cần chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình là có thể được thăng tín một cách rất nhanh chóng bạn đừng có tự tách mình ra khỏi tập thể bởi chẳng ai có thể hoàn thành tất được cả mọi việc một mình được. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có tầm nhìn xa trong rồng. tử vi tuổi bính tý thuộc thủy không nên coi thường mọi người xung quanh, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa chú ý trong khi giao tiếp, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ dễ làm mất lòng người khác, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc quan tâm tới đồng nghiệp nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ cho nên với bà tuổi Sửu rất có thể sẽ phát tài dựa trên các công việc làm thêm của mình và với bà tuổi Sửu bạn vốn là người nghiêm túc và hết mình trong tất cả mọi công việc vì thế mà công sức của bạn đã được đền đáp hoàn toàn là xứng đáng. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Sửu bạn cần phải chú ý đến cách thức chi tiêu tiền của mình, đặc biệt là không nên vung tiền chỉ vì sự sĩ diện, tiết kiệm về tiền bạc. Là một việc làm rất hữu ích Giúp cho bạn không phải bối rối Kể cả khi có bất trắc xảy ra với mình Tuy nhiên trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Sửu bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau Tuy nhiên sau mọi lần mâu thuẫn đôi bên sẽ càng thêm thấu hiểu nhau hơn vì thế với bà tuổi Sửu không nên cảm thấy lo lắng hay là bi quan về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim phát tài dựa vào công việc làm thêm tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy công sức lao động của bạn được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa không nên chi tiêu một cách bừa bãi tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ có kế hoạch tiết kiệm trong tương lai tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng không thống nhất ý kiến được với nhau về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển khá thuận lợi nhờ tam hội giúp sức. Với bạn tuổi dần, luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù có làm một việc tượng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này cũng rất chi là hài hòa, Dù bản mệnh là một người vừa có tài năng, vừa biết làm vừa lòng người khác. Cho dù có bực bội và nóng nảy đến đâu đi chăng nữa thì với bạn tuổi dần cũng có thể kiềm chế bản thân và không bao giờ tô tiếng với ai. Ngày này với bạn tuổi dần thích hợp để tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc đối với những bạn làm ăn, kinh doanh buôn bán. Nếu như thực hiện những công việc này thì tương lai làm ăn sẽ gặp được nhiều thuận lợi, buôn may bán đắt. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, công việc tiến triển rất thuận lợi. Từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, có cách giải quyết cho mọi việc. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, quan hệ xã giao thuận lợi. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, biết làm vừa lòng mọi người, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nên cầu tài, cầu phúc. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này, bạn luôn chú ý tới cách cư xử của bản thân, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không vướng vào những rắc rối và trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão do chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi mão đang vướng phải những tranh chấp do đồng nghiệp bạn bè gây ra với bạn tuổi mão nếu gặp phải tình trạng này thì bạn không cần thiết phải quá mức bức xúc hay là thanh minh cho bản thân mình bằng lời nói bạn hãy dùng hành động thực tế để cho mọi người không còn hiểu lầm và biết rõ được lập trường của bạn Ngày này với bà tuổi mão, nếu xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt cho mình để công việc thêm phần được thuận lợi. Hướng tốt như hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa không nên quá mức bức xúc tranh cãi với người khác, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình, tử vi tuổi quý mão thuộc kim gặp phải rắc rối trong công việc. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1 số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thìn trong ngày này đang gặp ngày của cục diện tương hại cái điều này khiến cho bạn tử thìn đang đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay và khi đưa ra một quyết định nào đó với bạn tử thìn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người thậm chí là còn bị phản đối một cách kịch liệt nữa những chuyện không như ý có thể xuất hiện xuất phát từ chính bạn bè hoặc là người thân của bạn Tuy nhiên, dù là bạn mệnh tuổi thìn cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đau đi chăng nữa, thì cũng nên hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ xã giao của mình trở nên căng thẳng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này còn cho thấy, với bạn và nửa kia chưa thực sự thấu hiểu được nhau, khi trò chuyện, hai người cần phải cực kỳ là kiên nhẫn, không nên nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nữa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt nhau. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc họ, không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ sẽ ra tranh chấp trong họa hàng. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu được nhau. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này đã gặp được ngày có Mộc sinh cho Hỏa vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi Tỵ với nửa kia đang rất hòa hợp. Bạn cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng với người ấy. Và bạn tin rằng chỉ cần vợ, chồng đồng lòng thì mọi khó khăn, thử thách cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, cũng cố gắng mở rộng lòng mình hơn với người khác giới. Bạn biết rằng muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn. Nếu chỉ ngồi in một chỗ thì chẳng có ai chủ động tới với mình cả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi tỷ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Đây là điểm báo xấu trong sự nghiệp của bạn mệnh do những mâu thuẫn với cấp trên mà bạn tuổi tỵ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ việc nữa. Và nếu như muốn thành công trong tương lai thì với bạn tuổi tỵ không nên dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ quan hệ vợ chồng được hòa hợp, từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ luôn cố gắng mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc mau thuẫn, xích mích với cấp trên và đồng nghiệp. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên dễ dàng bỏ cuộc khi đối diện với khó khăn. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành tương phá cảnh báo bạn tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay với bạn tuổi ngọ bạn là con giáp có thể phát tài một cách bất ngờ nhưng nếu như bạn làm trong lĩnh vực về kinh doanh, buôn bán, bạn vẫn cần phải tránh đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bởi trước mắt bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy. Bạn cần phải bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tử ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Bạn mệnh với nửa kia luôn rất yêu thương và quý trọng nhau dù đã kết hôn từ lâu hay là mới đến với nhau thì bạn cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng tình cảm hâm nóng cảm xúc cho hai người bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong các công việc nhà nữa về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy không nên chi tiêu quá hào phóng tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc họ không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi ạ. Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đã gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hỏi máu mùi phù trợ. Về cơ bản, công việc của bạn tuổi mùi đang tiến triển thuận lợi, nhưng đôi khi bạn lại lên những kế hoạch quá xa rời để thực hiện, thậm chí là đang có những ảo tưởng vì bạn chưa đánh giá được chính xác năng lực của mình hoặc là tình hình thực tế. Bù lại, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi, bạn lại luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người, cho nên cái mối quan hệ của bạn phát triển được tốt đẹp vì vậy, bạn đang có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi mùi, bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc và xã hội, cho nên quên mất việc quan tâm giúp đỡ nửa kia của mình đừng có tìm cách đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy bởi việc xây dựng mái ấm gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai cả bạn tuổi mùi nhé và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc tiến triển khá thuận lợi tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần phải xác định rõ khả năng của mình tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa quan hệ xã hội được tốt đẹp tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc không nên đẩy hết công việc cho nửa kia vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cho nên với bạn tuổi thân phát triển tốt trong các lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thời điểm cuối năm chính là thời điểm để cho tất cả mọi cơ quan, đơn vị tổng kết những điều mình đã làm được. Nếu như bạn tuổi thân đã cố gắng không ngừng trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì rất có thể đây là lúc bạn thu nhận được thành quả xứng đáng với mình. Để công việc có những bước tiến thuận lợi hơn trong tương lai thì với bạn tuổi thân nên cởi mở hơn khi tiếp thu những cái mới và đôi khi những điều bạn tin tưởng đã quá lạc hậu, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ khiến cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn, bạn và nửa kia có thể xảy ra sự tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường xuyên, nhưng chớ có nên nội nóng và nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, người làm nghiên cứu phát triển tốt. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, thay đổi góc nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, cởi mở hơn trong cách tiếp thu ý kiến. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc. Vợ chồng bất đồng quan điểm, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tử dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử dậu trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cho nên với bạn tử dậu đang có những phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối. Tuy nhiên, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gọ với những người đang có quan điểm trái ngược chiều với mình. Và hôm nay là một ngày của đào Hoa Vượng cho nên bản mệnh tuổi dậu đang được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho sự đồn đại và nghi ngờ gây tác động xấu tới tình cảm vợ chồng. Ngày Chủ nhật này với mặt tuổi dậu cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên va chạm với cấp trên hoặc là những người có chức tước trong chính quyền. Nếu có thể, tốt nhất là bạn nên tránh tiếp xúc trong thời thời điểm này, nếu không rất dễ bị chèn ép hoặc là tranh chấp xảy ra. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy khả năng ứng biến tốt khi đối diện với rắc rối. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa sẵn sàng gây gõ, nội nóng với mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim tránh va chạm với cấp trên hoặc là người có chức quyền. Vài đánh giá của bà tử dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp. 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có nhị hợp nâng đỡ cho nên với bạn tuổi tuất làm ăn được thuận lợi và rất có thể với bạn sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị bạn cần phải nhanh tay để nắm bắt cơ hội đừng có để cho bạn thân mình phải hối tiếc về sau này bạn mệnh tuổi tuất luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Xong nếu như gặp phải vấn đề gì khó giải quyết thì bạn không nên giấu giếm hoặc là lấp liếm đi. Việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà còn có thể ảnh hưởng tới cả công việc chung của tập thể và bạn nên chia sẻ để mọi người cùng giúp đỡ cho bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tử tốt, đó, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn Bạn mệnh và nửa kia có thể xảy ra bất đồng quan điểm với nhau trên một số phương diện nào đó và với bạn tử tuất nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi ngồi thảo luận với nhau bởi trong lúc nóng nảy thì sẽ chẳng có ai muốn nghe lời của ai cả vài từ vi tuổi giáp tuất phục họa tìm được mối đầu tư có lợi từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nhanh chóng nắm bắt cơ hội không nên chần chừ do dự từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc không nên cố tình chia rẽ vấn đề từ vi tuổi canh tuất thuộc kim vợ chồng cần có sự thống nhất quan điểm từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy chia sẻ khó khăn với mọi người vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy đối với bạn tuổi hợi những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá chi là yên bình bạn tuổi hợi bạn luôn tin tưởng vào tất cả thành viên trong gia đình mình nếu có vấn đề gì xảy ra mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất. Ngày này đối với những bạn đang quản độc thân thì có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới. Cuộc đời không có ai là hoàn hảo cả, hãy mở lòng hơn để nhận ra được nhiều ưu điểm của người khác chứ không nên chăm chăm vào những khuyết điểm của mọi người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, mang lại cho bạn đang có được nhiều dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Và với bạn tuổi hợi, có thể nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên vì bạn không toan tính và đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao và cuối năm càng là thời điểm bứt phá để cho bạn kết thúc một năm có nhiều thành tích tốt đẹp với mình về tử vi tuổi ất dậu thuộc hỏa gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ người đang quản độc thân thì được săn đón tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc hãy mở lòng với mọi người hơn tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy thời điểm thích hợp để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân mình vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ่งเจ้ากำไล